Thưa quý vị và các bạn, sự kiện Hương Rực U Minh năm 2022 với chủ đề Hành trình đến du lịch xanh vừa kết thúc thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc xác lập kỷ lục tổ ong lớn nhất Việt Nam của nghề cá kèo ong và lẩu mắm lớn nhất Việt Nam. Đây là niềm vinh dự của người dân huyện U Minh nói riêng và của tỉnh Cà Mau nói chung về hai đặc sản này. Để làm nên nồi lẩu mắm lớn nhất Việt Nam có đường kính 125cm, cao 40cm và chiều cao toàn bếp là 75cm. Đơn vị thực hiện là khu du lịch sinh thái Hương Tràm đã trải qua giai đoạn chuẩn bị rất kỳ công. Khâu quan trọng nhất là các nguyên vật liệu chế biến cũng được chọn lọc rất kỹ lưỡng như cá đồng, tôm, cua, lương và hơn 20 loại rau rừng để nhúng lẩu. Nấu nước dùng là mắm sặc và nước của 200 trái dừa tươi. Trước hết là cái thời gian chuẩn bị làm cái lẩu mắm thì phải huy động thêm khoảng 3-4 thợ làm hàng tiện để làm cái lẩu mắm. Thì thời gian là khoảng hơn một tuần, vừa ngày làm giữa ban ngày ban đêm thì mới xong. Còn về chuẩn bị về nguyên vật liệu thì đơn vị cũng rất là công phu, đi tìm rất là nhiều cái loại rau để ăn cho cái lẩu mắm. Và đặc biệt là về cái nguyên liệu thủy hải sản thì để đạt được cái lẩu mắm mà đạt cái kỷ lục Việt Nam và ăn trên 300 người. Kỷ lục thứ hai là tổ ong mật lớn nhất Việt Nam của nghề cá kèo ong. Đây là nghề truyền thống của dân Phong Ngạn đã được nhiều danh hiệu và kỷ lục. Để tạo được kỷ lục mới lần này, khu du lịch Mười Ngọt đã lựa chọn tổ ong lớn nhất trong số hàng trăm tổ ong mật có tại khu du lịch để gửi hồ sơ xác lập kỷ lục. Tổ ong dài 2,2m, cao 1m và nặng 43kg, thu hoạch khoảng 15 lít mật. Cái ong này đến thời điểm này là tách bầy được 4 lần rồi. 4 lần mà như lần này mình lấy vẫn đang tách bầy và đang đẻ con lại nữa. Thì đối với những anh em thợ là xác định đây là một trong những tổ ong lớn, có siêng năng, có khả năng gây đàn tốt, có khả năng tìm mật, dự trữ mật rất là tốt. Nên cái tổ ong này anh em nói là một trong những tổ ong rất là xứng đáng là một trong những tổ ong có cái thành tựu lớn nhất đối với nghề gắt kèo ong. Năm 2021, mật ong rừng U Minh và lẩu mắm U Minh được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận nằm trong top 100 đặc sản quà tặng và top 100 món ăn đặc sản của Việt Nam. Với việc được công nhận kỷ lục lần này sẽ nối tiếp những danh hiệu là niềm tự hào của các chủ thể thực hiện nói riêng và đối với quyền U Minh nói chung. Làm cái lẩu mắm để được công nhận, tôi cũng rất là tự hào và rất là vui và rất là vinh dự. Riêng về đơn vị thì khu du lịch Hương Tràm thì tôi cũng hy vọng rằng là sau cái sự kiện này thì cái sức hút về cái lẩu mắm U Minh nói chung và riêng về cái lẩu mắm Hương Tràm nói riêng sẽ được lan tỏa đến nhiều du khách khắp nơi trên cả nước. Không những tổ ong này thì lớn nhất về cái nghề gắt kèo ong ở địa phương, thì từ chỗ đó 1-2 năm sau những anh em khác cố gắng là chinh phục được những cái tổ ong bự hơn, thì đó là một niềm danh dự hết sức là lớn cho cái sự khởi đầu. Đây cũng chính là bước điểm quan trọng để du khách trong và ngoài tỉnh biết đến quyền U Minh nhiều hơn, cũng như về nghề gắt kèo ong và món ăn đặc sản lẩu mắm U Minh, từ đó thu hút đầu tư hướng tới mục tiêu hành trình đến du lịch xanh như chủ đề của sự kiện Hương Rực U Minh năm 2022 đã đặt ra. Đây là một cái thành công bước đầu với mong muốn là từ cái việc xác lập này thì chúng ta sẽ phối hợp làm công tác truyền thông quảng bá thì được nhiều người trong nước và ngoài nước biết đến nhiều hơn, đặc biệt là các cái doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực du lịch sẽ quan tâm và ưu ái nhiều hơn cho cái địa phương U Minh, từ đó là có những đầu tư để phát triển ngành du lịch trong tương lai. Qua cái lục lần này cũng là một bước ngoặt để đưa thương hiệu mật ong và lẩu mắm U Minh vươn xa hơn
giúp cho việc kinh doanh của bà con sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn trong thời gian tới.